chị bắt gò đầu này. Dạ. Chị ơi, đầu này ngấm rồi, dễ bắt vòi chị nhỉ? Ừ, trời nắng nóng mà nó chen đây là ăn không phải biết. Dạ. Chị ơi, bánh này thơm mùi sữa tươi và cả nước cốt dừa nữa chị à. Ừ, bánh này mềm mềm dễ ăn em nhỉ. Dạ. Yeah.